Mikel Arteta đã phải chịu rất nhiều sức ép trước trận đấu gặp West Brom vào đêm qua. Báo chí Anh dự đoán rằng nếu không thể thắng West Brom, ông hoàn toàn có thể bị sa thải vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, với sự trở lại của một số trụ cột và nhất là tân binh Martin Odegaard, Arsenal đã có chiến thắng đậm đà 6-0 trước tân binh của Premier League. Qua đó, xóa tan đi đám mây đen bao phủ sân Emirates mấy lâu nay. Nếu không có nhiều biến động quá lớn về mặt nhân sự do các chấn thương hay là thẻ phạt, Arsenal sẽ xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Ben White và Rob Holding sẽ chơi trước mặt của thủ thành Ramsdale. Cánh trái của Arsenal mặc định sẽ là đất diễn của Kieran Tierney. Còn ở cánh đối diện, Arteta sẽ phải cân nhắc giữa Calum Chambers và Cedric Suarez. Hai tiền vệ phòng ngự của pháo thủ vẫn là sự góp mặt của Granit Xhaka và Sambi Lokonga. Chơi phía trên họ là hậu công Martin Odegaard, người đã chơi rất hay trước West Brom. Trong khi đó, Bukayo Saka và Nicolas Pepe sẽ chơi ở hai hình lang cánh. Nếu Aubameyang không có vấn đề về sức khỏe, anh sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công của Arsenal. Vấn đề còn lại của Mikel Arteta trong những ngày cuối cùng của tháng 8 là phải mua gấp một hậu vệ phải. Cánh phải của Arsenal đã chơi không quá nổi bật trước đối thủ yếu West Brom. Kieran Trippier liệu có phải là chữ ký cứu được cả mùa giải của Arteta? Thần đồng Đức Anh ra mắt đội 1 khi mới 16 tuổi. Thế nhưng chấn thương đã khiến sự nghiệp của Jack Wilshere xuống dốc. Rời Arsenal vào năm 2018, Wilshere đã gặp khó khăn để trở lại đỉnh cao trong máu West Ham hay là Bournemouth. Hiện anh đang thất nghiệp tại tuổi 29. Wilshere trong cuộc nói chuyện với nhà báo David Osten của The Athletic cho biết ý tưởng từ bỏ bóng đá của anh ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của anh. Cụ thể, Wilshere cho hay: khi bạn thức dậy và nếu bạn không còn ở trong một đội hoặc ngay cả khi bạn ở trong đội, bạn nghĩ, đúng vậy, hôm nay mình phải tập luyện thật tốt. Tôi cần cho huấn luyện viên biết rằng tôi sẵn sàng cho cuối tuần. Nhưng tôi không có được điều đó. Nếu tôi đủ giỏi, sẽ có những người tới và ít nhất cho tôi một cơ hội để tôi tập luyện, để tôi thử sức và chứng tỏ bản thân với họ. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa. Các con của tôi đang ở độ tuổi và chúng hiểu mọi chuyện. Đặc biệt là Achie, 9 tuổi. Cậu bé thực sự trò chuyện với tôi và nói: còn Elmaret thì sao? Hoặc tại sao cha lại không chơi bóng tại La Liga? Theo cựu danh thủ Calvin Phillips, Bukayo Saka là cái tên đặc biệt nổi bật sau trận đấu với West Brom. Phát biểu trên Sky Sports, Calvin Phillips đánh giá cao sự sẵn sàng và tâm lý thi đấu của Saka, tin rằng sao trẻ này còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Bukayo Saka đã phải đối mặt với nhiều thứ ngoài sân cỏ mùa hè vừa qua, nhưng cậu ấy không bao giờ trốn tránh trái bóng. Cậu ấy luôn muốn có bóng, kiểm soát nó và tham gia tất cả mọi thứ trên sân. Cậu ấy đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và đó là dấu hiệu của một cầu thủ chất lượng hàng đầu. Bukayo Saka không ngại thể hiện bản thân dù nhận được nhiều sức ép. Bên cạnh đó, cựu tiền đạo của Arsenal Kevin Campbell cũng đã dành thêm những lời khen cho Saka. Bukayo Saka còn trẻ quá, mới 19 tuổi thì sao? Cậu ấy là một đứa trẻ siêu tài năng, siêu cầu thủ. Bukayo Saka sẽ là ngôi sao của Arsenal trong nhiều năm tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hướng tới chuyện hành quân hứa hẹn là đầy khó khăn tới sân Etihad. Huấn luyện viên Mikel Arteta nhận xét về trận đại thắng qua trang chủ của Arsenal. Khi thua một trận đấu, bạn phải hướng tới chiến thắng sớm nhất có thể. Trận cầu hôm nay sẽ mang lại cho Arsenal sự tự tin. Ví dụ như Alba có cơ hội thi đấu và 3 bàn thắng mang lại ý nghĩa tuyệt vời dành cho sự tự tin của cậu ấy. Về tổng thể, tôi nghĩ đây là một buổi tối tích cực. Thuyền trưởng Arsenal tin rằng sự cổ vũ tương tự có thể củng cố tinh thần cho đội bóng khi hành quân tới Etihad đụng độ thử thách lớn. Thật tuyệt khi chứng kiến sự cổ vũ từ các fan ngày hôm nay, họ đã lần lội tới đây để cổ vũ chúng tôi trong buổi tối giữa tuần. Giờ là lúc các cầu thủ chuẩn bị tinh thần và thể chất để sẵn sàng tới Manchester và cố gắng giành chiến thắng. Chia sẻ với báo chí, cựu danh thủ của Liverpool, Jamie Carragher thừa nhận bản thân là một fan hâm mộ lớn của Smith Rowe. Theo Carragher, Smith Rowe là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Mùa giải 2020-2021, Smith Rowe là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của pháo thủ thành London. Khi Smith Rowe trên sân, tỷ lệ giành chiến thắng của đoàn quân Mikel Arteta đạt 67%. Anh có tổng cộng 34 lần xỏ giày ra sân, bao gồm 18 trận đấu tại Premier League. Sau mãi 21 tuổi đóng góp 2 bàn thắng và 4 đường chuyền thành bàn, Smith Rowe đã chính cả 2 vòng đấu đầu tiên của Arsenal tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, pháo thủ đều đã phải nhận cả 2 thất bại khi lần lượt gục ngã trước Brentford và Chelsea. Tôi nghĩ Smith Rowe là một cầu thủ xuất sắc. Tôi rất thích xem cậu ấy thi đấu tại mùa giải năm ngoái.
có thể Arsenal không gặt hái được kết quả ấn tượng thời gian qua. Tuy nhiên, Smith Rowe vẫn được chương trình Friday Night Football bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Carragher cho hay, cậu ấy nhận bóng, điều khiển và đi bóng thực sự ấn tượng. Smith Rowe có thể đi bóng thoải mái bằng cả chân trái lẫn chân phải. Tôi là một fan hâm mộ lớn của cậu ấy. Carragher thừa nhận. Theo nguồn tin từ Metro, câu lạc bộ Lyon sẵn sàng để tiền vệ Houssem Aouar đã công khai mong muốn ra đi hè này. Đội bóng nước Pháp cũng tiết lộ cả Arsenal và Tottenham Hotspur chưa có bất cứ lời đề nghị nào dành cho ngôi sao người Pháp này cả. Mùa hè năm ngoái, pháo thủ thành London từng ở rất gần với Aouar. Tuy nhiên, mức giá 32 triệu bảng Anh của Arsenal không thực sự đủ thuyết phục Lyon. Les Cornet chỉ chấp nhận nhả người nếu thu về 60 triệu euro, tương đương 55,5 triệu bảng trên bàn đàm phán. Tính thế đảo chuyện nhanh chóng tại mùa giải 2021, dịch bệnh Covid-19 khiến Lyon kiệt quệ về mặt tài chính. Đội bóng nước Pháp cần bán đi một vài trụ cột nhằm cứu đói về khía cạnh kinh tế. Lyon đã chào bán Aouar ở mức giá 25 triệu bảng Anh. Dù đã hạ xuống mức khá thấp, thế nhưng Lyon vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho Aouar. Tờ Get Fan Football cho hay, Lyon chấp nhận để Aouar ra đi theo dạng trò mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trong bản hợp đồng. Giám đốc của Lyon, Vincent Poisson, xác nhận rằng Aouar muốn rời đội bóng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè hạ màn. Cậu ấy thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Lyon trong một khoảng thời gian, do đây Aouar thực sự muốn chuyển sang một câu lạc bộ mới. Nếu cậu ấy tiếp tục gắn bó với Lyon, chúng tôi rất hạnh phúc. Với đội bóng này, Aouar cần quá nhiều thứ để cống hiến. Vincent Poisson chia sẻ. Khi được hỏi về những thương vụ tiềm năng của Arsenal trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Arteta trả lời với Sky Sports. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, vẫn còn một vài ngày nữa, một số sự ra đi được lên kế hoạch. Còn việc Marlon Lloyd và Kolasinac rời đi thì vẫn là những đồn đoán. Trong lúc họ ở đây, tôi sẽ cố gắng cư xử thật tốt với mọi cầu thủ có thể, cho họ vài phút ra sân. Họ có thái độ đáng kinh ngạc, thế nên chúng tôi có thể nhường cho các cầu thủ thời gian thi đấu, vì họ xứng đáng được như vậy.